Với việc Tấn Tài đang gặp vấn đề ở cơ, Văn Hậu chấn thương nên nhiều khả năng Văn Thanh sẽ được bố trí sang cánh trái hỗ trợ Hồng Duy. Nên việc Văn Kiên được triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam cũng là điều dễ hiểu. Từng có quãng thời gian ăn tập ở đội tuyển, việc nắm rõ triết lý của thầy Park sẽ giúp hậu vệ sinh năm 1996 đủ sức cạnh tranh với Tấn Tài để trở thành lựa chọn thứ hai ở vị trí hậu vệ cánh phải sau Trọng Hoàng. Hãy cùng xem video này để hiểu lý do vì sao Văn Kiên lại được triệu tập gấp ở đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam. Trần Văn Kiên sinh ngày 13 tháng 5 năm 1996 ở Nghệ An. Cũng giống đa phần những người đồng nghiệp như Hùng Dũng, Đức Huy, Văn Đại, Văn Kiên từng có thời gian thi đấu tại các đội trẻ của Hà Nội và là nhân tố chủ chốt để giúp cho Hà Nội của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng vô địch giải hạng nhất quốc gia 2015 để lên hạng tại V-League 2016. Sớm bộc lộ được những tố chất của mình, việc hậu vệ sinh năm 1996 lập tức được gọi trở lại để phục vụ Hà Nội TNT cũng không khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn cả là việc cầu thủ người Nghệ An ngay lập tức chiếm suất đá chính bên hành lang phải của đội bóng thủ đô dù mới ở tuổi đôi mươi. Ngay mùa giải đầu tiên được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trao cơ hội, Văn Kiên đã thi đấu đến 22 trận, gần 2.000 phút và góp công không nhỏ vào chức vô địch đáng nhớ của đội bóng thủ đô. Kể từ đó cho tới nay, mùa giải nào hậu vệ sinh năm 1996 cũng nằm trong top những cầu thủ thi đấu nhiều nhất và là cái tên không thể thay thế bên hành lang phải của đội bóng thủ đô. Cùng với thành công của Hà Nội trong giai đoạn 2018-2019, đây cũng là thời điểm đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Văn Kiên về tư duy chơi bóng. Không chỉ làm tốt ở khâu phòng ngự, mà hậu vệ người Nghệ An còn rất chịu khó lên tham gia tấn công và là mũi công lợi hại của đội bóng thủ đô bên hành lang phải. Việc ghi được 3 bàn thắng và có nhiều pha kiến tạo đóng góp vào lối đá tấn công đẹp mắt của Hà Nội ở giai đoạn này đã nói lên trình độ được nâng lên tầm cao mới của Văn Kiên. Dù vẫn là sự lựa chọn không thể thay thế của đội bóng thủ đô trong 2 năm trở lại đây, nhưng sự đi xuống về mặt phong độ của cả một tập thể đã khiến cho những màn trình diễn của cầu thủ 25 tuổi không thực sự ấn tượng nữa. Chính điều đó đã khiến Văn Kiên nằm ngoài kế hoạch của thầy Park ở đợt tập trung lần này. Tuy vậy, việc nhân sự trên tuyển liên tục gặp những vấn đề về sức khỏe đã tạo điều kiện cho hậu vệ sinh năm 1996 có thêm một cơ hội để thể hiện bản thân. Nếu tiếp tục chơi bóng với tinh thần máu lửa, lối đá không ngại va chạm, cùng sự đột biến trong những tình huống lên tham gia tấn công, những gì mà Văn Kiên đã làm được ở trận chung kết Kings Cup với Curaçao năm 2019, cơ hội ở những trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022 là hoàn toàn mở ra với hậu vệ người Nghệ An. Trước khi khép lại video, hãy cùng thưởng thức những đường kiến tạo chất lượng, những bàn thắng đẹp mắt để hiểu hơn lý do vì sao Văn Kiên lại được triệu tập bổ sung gấp lên đội tuyển Việt Nam các bạn nhé. Bóng này đã nói lên rất nhiều điều. Cái nhấc chân của Quang Hải đã mở toang cánh cổng vào khung thành đối phương dành cho Đức Huy. Pha ghi bàn có sự có mặt của hậu vệ biên phải vào sân hai người Văn Kiên. Ở một thời điểm căng thẳng bị dẫn bàn, chúng ta vẫn có thể rất mềm mại và bình tĩnh. Có những pha bóng đẹp mắt và cuối cùng điều gì phải đến đã đến. Tỷ số là 1-1. Anh Huy có nhớ bàn thắng của Ronaldo béo ở World Cup 2002 không? Cú nhấc chân của Rivaldo và vừa rồi là cú nhấc chân của Quang Hải và pha tiếp cận của Huy thì cũng rất gọn gàng. Rudo! Bàn thắng thứ 3 dành cho cầu thủ chủ nhà. Rudo đã có được cú đúp ở trong trận đấu này và nó giúp cho cách biệt hai bàn được tái lập trên sân vận động Hàng Đẫy. Tỷ số của trận đấu hiện nay. Tỷ số là 3-1. Bốn bàn thắng đã được ghi trên sân Hàng Đẫy, 3 trong số đó thuộc về đội bóng thủ đô. Và Bruno đã có được cho mình một cú đúp. Quả tạt đã loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của Đông Á Thanh Hóa và kể cả thủ môn Trịnh Xuân Hoàng. Đó là cú chơi bóng của Văn Kiên. Phán đoán về điểm rơi không thực sự tốt của Xuân Hoàng một lần nữa khiến cho khung thành của đội khách phải đón nhận thất bại. Bruno với một sức dấn rất tốt băng vào giống cái cách mà anh đã ghi bàn vào lưới của câu lạc bộ Sài Gòn. Trong tình huống đua tranh này, Văn Quyết, Văn Kiên, Văn Kiên, hàng phòng ngự của FC Thanh Hóa đã quá lúng túng trong việc ngăn cản Văn Kiên. Họ thiếu đi sự quyết liệt cần thiết. Văn Kiên đã ghi bàn thắng giúp cho câu lạc bộ Hà Nội vươn lên dẫn trước 2-1. Đó là bàn thắng đầu tiên của Văn Kiên cho câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải này. Thêm một sai lầm nữa của trung vệ bên phía câu lạc bộ FC Thanh Hóa.
3 bàn thắng đã được ghi. Đội chủ nhà đã lội ngược dòng để vươn lên dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-1. Nỗ lực đáng khen của Văn Kiên ở cú chạm bóng đầu tiên khi nhận đường chuyền của Văn Quyết. Nhưng lẽ ra các hậu vệ của FLC Thanh Hóa đã có thể làm tốt hơn điều này. Ta sẽ cùng xem lại tình huống vừa rồi. Người không thể ngăn chặn đối với Văn Kiên là Minh Tùng. Ai cũng hiểu là các hậu vệ phải hết sức cẩn trọng khi có những pha va chạm với cầu thủ đối phương trong khu vực 16m50. Nhưng đây là một tình huống mà lẽ ra, như tôi đã nói, Minh Tùng đã có thể thực hiện được tình huống cản phá của mình tốt hơn nhiều. Sự khó chịu của Đình Trọng và Duy Mạnh, bộ đội trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã được thể hiện ở rất nhiều các trận đấu. Và một trong số đó chúng ta thấy được đó chính là trường hợp đối với chân sút Rimario của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Rất nguy hiểm. Ở một góc vô cùng hẹp. Góc vô cùng hẹp nhưng Văn Kiên đã có một pha dứt điểm rất quyết đoán và giúp cho câu lạc bộ Hà Nội lần đầu tiên dẫn bàn trong trận này. Bàn thắng đến ở phút thứ 36. Chúng ta hãy cùng xem lại pha phối hợp rất ăn ý của cầu thủ Hà Nội. Văn Kiên đã mạnh dạn dứt điểm, bóng đi qua giữa hai chân của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Trong rất nhiều những tình huống như thế này thì thông thường giải pháp của những cầu thủ như Văn Kiên sẽ là những tình huống chuyển bóng ngoặt trở lại cho Tuấn Hải hoặc đường truyền ngang cho đồng đội băng vào. Nhưng vừa rồi thì Văn Kiên đã quyết định có một cú dứt điểm qua giữa hai chân của thủ môn Hà Nội. Càng có thêm lý do để ung dung, thoải mái. Tình huống xử lý bất ngờ của Văn Kiên. 2-0. Chỉ 3 phút sau bàn mở tỷ số của Quang Hải, Văn Kiên như từ dưới đất trôi lên, tăng lên như một mũi tên và dứt điểm chéo góc vào khung thành của Thanh Bình. Nhân nô cách biệt cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Mới chỉ phút thứ 31 và Hà Nội đã dẫn trước với tỷ số là 2-0. Không hiểu điều gì đang xảy ra. Một phút sơ sảnh của các cầu thủ phòng ngự bên phía Đà Nẵng với pha xử lý vô cùng táo bạo, bất ngờ của Văn Kiên. Bàn thắng này của Văn Kiên nó giống như cách mà các hậu vệ của Brazil như Dani Alves hay Maicon đã từng tạo ra trong màu áo của Inter Milan hay của Barcelona trước đây. Một pha xử lý vô cùng ngẫu hứng, dứt điểm chẳng khác gì một tiền đạo